Hello mọi người nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Hiệp Vlog nhá. Thì đến với video tiếp theo của mình. Đây video mới nhất của mình là anh em đang rủ nhau đi ra biển bắt cá này mọi người. Đây là dạng cây nước mặn nhá mọi người. Đấy. Dạng cây nước mặn nhá, đó. Là mình sẽ phải đi chui qua cái dạng cây này. Đây. Qua dạng cây ra bên ngoài này. Nó đầu ra ngoài kia là biển ở ngoài kia. Đấy. Rồi mình sẽ lội ra tận ngoài biển ngoài kia để quăng chài, bắt cá, thả lưới nha mọi người. Đây là cái chỗ mà người ta nuôi hầu này mọi người. Đấy. Đây mình đang phải lội ở dưới bùn này mọi người. Đấy mọi người. Mình đang lội ở dưới bùn này. Ôi trời, thụt sâu quá. Đây là người ta nuôi con hầu này mọi người. À quân. Ừ. Ui nắm hàng cua thế. Đây, người ta đang nuôi con hầu, mình đang lội qua cái đống bùn này. Ồ. Thụt sâu quá. Ui là. Thụt sâu quá mọi người. Mình phải lội xuyên qua cái chỗ này thì mới ra ngoài kia kìa. Ngoài kia mấy anh em đang ở ngoài đấy rồi. Ô, chọc quá. Chỗ này rất là bùn. Đây mọi người này. Đây chỗ này là bùn. Ở đây nên chỗ này nó bớt thụt đi rồi. Ui đây có hàng gì này. Cái nỗ gì này mọi người. Ui ôi. Ui ôi. Còn đáy tắt ra rồi. Ôi. Ua. Bây giờ mình đã lên được cái chỗ không thụt nữa rồi. Đây mấy anh em đang đi bắt cua mọi người ơi. Đâu con cua rồi chưa? Được. Đây được con cua nhá mọi người. Quay về mặt tôi đi. Đây. Kiếm. Đây nhá, được rồi, được một con rồi mọi người. Được con cua rồi nhá mọi người ơi, đây. Này nó mang một cái tay đi mình tầm tay. Ơi con cua đây nhá. Mọi người. Ôi. Con đôi này. Con đôi đây mọi người. Nào, Hiệp xách cái này đi Hiệp. Thôi mà mình mang xô đi đựng để tí được điện thoại cơ mà. Nó sẽ chuyển ra được cua rồi. Đây mọi người ơi, cua này. Đấy, tương đối to nhá. 5 đầu con đây. Đây là cua biển, kìa. Em đang có mong cua nó cắp đây vừa mà. Bé bắt hết. Chả được con nào nó cắp cả. Thì tính đi bắt cá nhưng mà cuối cùng này khởi đầu bắt bằng bắt cua này. Ôi tuột cả chân tất ra rồi. Đây được thêm con nữa nhá mọi người. Đó, 4 con rồi. Đây. 4 con rồi nhá mọi người. Ui, cái chỗ này bùn nó thụt sâu quá mọi người. Có cua không? Có nhưng mà thụt xuống cái hang bé tí này. Ui dồi. Hang bé tẹo không thể nào móc được. Đây này, mày móc con này to hết. Xuống đây toàn những con gì nó hào hào vào tay này. Quá mà. Trong hang này có một con. Đấy, đây là chậu này đang bới ra. Con cua nó chui xuống dưới rồi nhưng mà chưa bắt được. Nè, biết tích ý. Này đây cho cái găng tay. Không bắt được, không bắt được. Đấy mà. Bắt côn đấy đi. Thằng bé lắm. Biết tích ý. Thì này, đến nơi rồi đây, nó nằm đây rồi gì nữa. Xuất xuống này. Vẫn
dưới cơ. Ui dưới này to mà. Con chui đấy à. Con này ngon này. Cháu Huy nhá, đi bắt cua mang nhau. Con cua này ăn ngon thôi thôi. Trước bắt được con cân cơ mà. Đây. Đáng đèo hàng chẳng biết. Ui thôi đi. Đã được 4 con này nhá mọi người. Ôi trời. Đi thụt quá. Cho mọi người đi. Chuẩn bị tuột tất ra rồi. Mình phải đi đôi tất. Không phải đi dẫm vào cái con hầu con nhước. Con ốc là nó đứt chân. Thả lưới ấy. Thả lưới, người Việt Nam thả lưới. Có cá không anh ơi? Hả? Có con nào chưa? Mới xuống à? Đây có anh Việt Nam, anh ở ngoài kia. Anh đang thả lưới rồi. Đây chắc là đây là cái anh này hôm nào lần nào em đi ra không thấy gì vậy. Nước đang lên rồi, nước đang lên này, thả lưới mới nhiều cá. Ui bên kia toàn con cua trắng trắng lốm đốm kìa mọi người. Đấy những cái đốm trắng trắng ấy là cua đấy. Con cua nhỏ. Đây toàn cua nhỏ này mọi người. Đấy con cua trắng trắng. Thôi dán rồi nó chạy hết xuống. Thủy triều đang lên, nước đang lên. Đang lên. Kia có anh Việt Nam kìa. À kia ông có anh đang bơi ngoài kia rồi. Chắc thủy triều lên. Nước biển nhé mọi người. Đây, thủy triều đang lên này, tí nó lên là nó ngập hết hết cái khu mình đang đứng này. Đấy. Tí thủy triều lên nó sẽ ngập hết cái khu này nhá. Đấy, anh em bắt đầu mang chải ra bạn. Đang dưới. Con to phết. Nếu có con gì không? Không lăng thả lưới rồi đây. Cá này nhá mọi người. Ôi, cứ chỉ lấy cá này thôi. Con cua nữa kìa, được cả con cua. Ôi, chỉ lấy cá này thôi. Đây. Con cua này. Con cua này. Chủ mà bán cả đội con kia này. Ừ, bỏ đây không? Đi xô đây. Đây, được 3 con nhá mọi người. Với được con cua nữa. Ui, con cua ở đây. Đây nào.
ba bốn con cua mà lấy bắt được này mọi người. Từ từ từ, mướp mình được đó, mướp mình được đó. Mướp không gì? Mướp không gì, để nó luôn là nó chết luôn. Địt mẹ con cua này này. Thò ra. Cua với cá là thì đã chết đấy. Cắp chết cá đấy. Con cua này sao nó khôn ta? Bắt như này sao cắp? Phong bắt như thế là được đấy. Đây. Nhà đầu tiên đấy nhá mọi người. Ôi hay nhỉ, cả đấy con hạt cỏ luôn này. Nhà đầu tiên đây, ở trong kia có cái chài nhỏ, cái chài nhỏ Hà Lan bắt được nhiều hơn. Đấy, chài nhỏ này. Anh kia quăng chài, biết quăng chài quăng em chịu. Quăng hạt cỏ luôn này. Đấy, chài nhỏ này. Này nội dung thả lưới này. Thả lưới mới được cá to. Mình chịu không biết quăng dài đây, cái chỗ này này, cả lăng ở chỗ này nhìn hợp lý đây. Sao cái vết tẹo đấy. Ôi cá con quan nó nhảy tưng tưng nhở. Ôi ơi giờ cá con quan nhảy trong mưa kìa. Được con cá cháp. Kia nhảy ra rồi, kia. Ồ. Sau này này. Cá thứ hai là chẵng nhá mọi người. Để bị dắt chì. Bị dắt chì nên quăng nó không tỏa được to. Để vào số to kìa. Thôi thôi này được. Trên kia cũng có người nữa kìa. Thả tận ở trên kia xuống dưới đây chứ không phải là thả ở đây. Trên kia tận trên kia có người. Ông ấy vừa lên đấy này. Thả mới hay được con cá cháp. Nội trên kia ngoài quăng. Ngoài lông mà. Cá biển nó đi mà. À cả đội này. Đây phạt trực tiếp đấy. Có không? Thấy kìa. Chắc cá rồi kìa. Bên ngoài có cá. Thả lưới. Nó có cá vào rồi này. Giờ cá nó vào này. Có cá chưa? Tôm càng nhưng mà không phải, là một chú nữa. Ừ. Trên
tuần nào thì em đi ra cũng thấy mà. Ui rồi. Cái hình gì ấy? Anh đeo không thấy hiện à? Cứ đi cầm cái chả xách đi đeo. Đây bị sượt nha mọi người. Méo chài. Không. Ui giời, thế mà bảo anh biết quăng. Mẹ nó mới trốn mất bên ngoài. Mà anh biết quăng á. Đi bắt cá cũng à. Phát vẹ như thế thì làm gì có con nào. Quăng nó phải tròn ra mới có cá chứ. Vẹ làm chóm mất ra ngoài. Kìa, ô con cá sao lại vất ở bên ngoài kìa. Kìa đây. Cá kìa. Mẹ kìa cá. Đâu? Vớ cái kia nhảy mẹo kìa. Thích lội xuống ấy, nhưng mà mình vẫn đang phải quay. Thả lưới đi. Thả lưới. Thả ra ngoài kia kìa. Thả vòng vòng ở đây thôi. Cá nó đi mà. Vòng vòng đây á. Vâng. Không phải thả tận ra ngoài kia đâu. Vòng vòng bây giờ cá nó mới vào nhiều này. Bây giờ thủy chiều lên cá nó mới vào nhiều này. Cường nó ông thả ấy. Có khác gì Việt Nam đâu. Đấy thả năm đấy. Cái nào, quăng nào? Ok ok. Rồi con để coi đối thủ đang quăng thật á. Ui, quả này hỏng rồi, quả này. Giờ quăng kiểu gì mà toàn ve chải ra ngoài đấy. Let that draw.